Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony. Sáng thứ 6 ngày 23 tháng 9 năm 2022. Chúc quý vị một ngày thứ 6 an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Thứ 6 máu chảy về tim. Rồi, trong cái phần tin tức của sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau này. Sau khi chú Puri ra cái lệnh bắt lính thì rầm rộ những cái điều này xảy ra trong nước Nga. Nội dung thứ hai, không ngờ trong cái lệnh bắt lính của chú Putin có một cái điều bí ẩn. Điều này là điều gì? Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Nội dung thứ ba, căng thật rồi. Tổng tư lệnh Bộ Chỉ huy Mỹ mới vừa báo động người dân Mỹ, chính quyền thứ bảy nên chuẩn bị sẽ có một cuộc chiến tranh hạt xảy ra. Và kỳ này đối thủ có thể nói là chưa bao giờ có sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai. Rồi đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin nó hay please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Sau khi chú Putin ra một cái lệnh là bắt lính thì rầm rộ những điều này nó xảy ra trong nước Nga. Nó như thế này nè quý vị. Thì vào ngày 21 tháng 9, thông qua đài truyền hình của nhà nước Nga, chú Putin đã phát ra một cái lệnh nó gọi là tổng động viên. Và ông ta cần 300.000 lính dự bị. Thấy chưa? Thì sau khi ông ta ra cái lệnh bắt lính này thì rầm rộ trong nước Nga. Chỉ có vài tiếng đồng hồ sau thì vé máy bay cháy vé, không còn một chuyến bay nào, các tàu xe lửa cũng không còn, và rầm rộ người dân người ta phải cố gắng đi bộ qua biên giới, qua Ba Lan, Phần Lan, những cái nước nào mà nói nôm na là gần chỗ đó là úa nhau chạy tán loạn hết ra khỏi nước Nga, tại vì họ sợ. Rồi là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong nước Nga rầm rộ các cuộc biểu tình nó xảy ra toàn quốc nước Nga. Và cũng như thường lệ, trong nước Nga thì đâu có tự do ngôn luận, cho nên chú Putin bắt đầu tung ra lính chán để mà đàn áp những cái cuộc biểu tình. Thì trong 24 đồng hồ vừa qua, rầm rộ hơn cả ngàn người dân Nga. Người ta yêu hòa bình, người ta yêu cuộc sống, người ta yêu sự bình yên, người ta phản đối chiến tranh thì đã bị chú Putin bắt đem nhốt vào trong tù hết rồi quý vị ơi. Thì đó là những điều mà nó xảy ra sau khi chú Putin ra cái lệnh bắt lính. Rồi bên cạnh đó, rầm rộ các sinh viên trường đại học cũng bị chú Putin bóc đem ra để đăng ký đi lính. Đó quý vị thấy ghê gớm chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới trong cái lệnh bắt lính của chú Putin có một cái điều bí mật. Nguyên một sắp hồ sơ văn bản mà cái lệnh bắt lính của chú Putin nó có 10 điều. Trong đó điều thứ 7 chưa được công bố với công chúng, với mọi người. Nhưng vào ngày hôm qua, quý vị nghe kỹ nha, nhưng vào ngày hôm qua có một điều khoản bí mật trong cái sắc lệnh huy động quân của chú Putin. Đó là điều gì? Đây mời quý vị nghe nhé. Thì vào ngày hôm qua, theo như ông Dmitry Pesko, ông phát ngôn viên của chú Putin, ông ta cho biết như thế này. Trong cuộc phỏng vấn, ông ta nói là trong 10 điều khoản mà chú Putin bắt lính á, có cái điều thứ 7 chưa được tiết lộ, chưa được công bố với công chúng. Đó là cái điều là cái vụ bắt lính hay cái ông chú Putin chú cần cái lực lượng hay là vì mục đích nội bộ. Quý vị nghe kỹ nha, vì mục đích nội bộ. Tại sao? Đây, quý vị còn nhớ cách đây khoảng 48-72 tiếng đồng hồ, Tony có chia sẻ một cái video. Và cái video đó Tony đã nói là hiện tại bây giờ một điều mà chưa bao giờ có trong nước Nga, đó là rầm rộ các quan chức cấp cao trong chính quyền của chú Putin đã dám lên tiếng phản đối chú Putin, kêu chú Putin từ chức. Quý vị nhớ kỹ chưa? Tại sao? Tại vì sau lưng những quan chức này bây giờ đã có một cái thế lực ngầm trong nước Nga. Người ta mệt mỏi chú Putin rồi, cho nên người ta muốn bế ông này ra khỏi cái ghế là như thế này. khi chú Putin khởi động cái cuộc xâm lăng, chú nói là tù bắn nhanh, đánh nhanh 48 tiếng 72 tiếng là xong xuôi, mấy ông không sao đâu, mấy ông không có bị thiệt hại gì đâu, mấy ông đừng có lo. Thì đó là những gì chú Putin hứa hẹn với thế lực ngầm. Nhưng không ngờ sau 7 tháng vừa qua thì cuộc chiến này nó vẫn còn đang diễn ra, và chú Putin thì đang nằm kèo dưới thất bại nặng nề và thiệt hại ê chề. Cho nên các thế lực ngầm ở Nga, mấy ông tài phiệt, mấy ông tỷ phú, người ta thất thiệt quá trời tiền bạc trong 7 tháng vừa qua. Bây giờ người ta chịu không nổi nữa, người ta nói thôi vua ơi, vua à, vua nói chơi cho vua thì chứ vua không làm được chứ thôi. Cho nên bây giờ họ xúi dục những quan chức hàng đầu trong chính quyền Nga để mà lật đổ ông chú Putin. Cho nên trong cái lệnh bắt lính thì chú Putin giấu đi một điều, đó là bắt lính để chuẩn bị cho cái chuyện nội bộ, tức là thanh trừng nội bộ, sợ lật đổ chú Putin, cho nên ông ta phải sẵn sàng có quân đội trong tay. Nôm na là như vậy đó quý vị nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó gây cấn mà không phải chỉ riêng trong đất nước Mỹ đâu, mà cho cả toàn thế giới luôn. Đó là như thế này: vào ngày hôm qua, Tổng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, ông được tên là Charles Richard, ông ta báo động cảnh báo chính quyền chú Bảy cũng như người dân Mỹ và đất nước Mỹ như thế này là hiện tại bây giờ Washington đang đối mặt với một kịch bản có thể xảy ra là một cuộc chiến tranh hạt nhân với một đối thủ mà ngang hàng mà chưa bao giờ có sau Thế chiến thứ hai. Tức là từ sau Thế chiến thứ hai, đây là lần đầu tiên nước Mỹ có một cái đối thủ ngang hàng về hạt nhân. Rồi, theo như tờ báo Reuters đưa tin, trong một hội nghị không quân Mỹ tổ chức ngày hôm qua, Đô đốc Charles Richard cho rằng lần đầu tiên kể từ khi sau Thế chiến thứ hai khép lại, Mỹ đang đối mặt với một nguy cơ chiến tranh hạt nhân với một đối thủ mà ngang hàng, đó là chú Putin. Cho nên Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ kêu gọi Washington cần phải chuẩn bị để phản ứng nhanh chóng và áp đảo đối thủ và bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ người dân Mỹ nếu điều này nó xảy ra. Tức là ông ta đang cảnh báo chú Bảy là phải chuẩn bị đi, chứ đừng có mà ẹ bà ca với dầu, đợi nó quánh tới nơi rồi mới chạy, lúc đó là chạy không kịp hoặc là chở tay không kịp. Thành ra nếu thật sự cái điều này nó xảy ra thì mình phải quánh phủ đồng người ta, tức là nhảy vô là bụp rồi tấn công rầm rộ liền. Ý ông Tổng Tư lệnh này, ông nói là như vậy đó. Tất cả chúng ta trong cái căn phòng này đều xem xét về khả năng xảy ra cuộc xung đột hạt nhân với đối thủ có năng lực về hạt nhân, đó là chú Putin. Đó là những gì mà ông Tổng Tư lệnh ông nói. Chúng ta đã không phải làm như vậy trong hơn 30 năm qua, tức là 30 năm vừa qua không có cái chuyện này, nhưng mà bây giờ nó đã xảy ra với nước Mỹ. Điều đó, nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân không còn là lý thuyết nữa, nhưng mà nó sẽ là hiện tại, là hiện thực, là hành động rồi. Cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị. Thì đây cũng là một cái lời cảnh báo, báo động đến chính quyền chú Bảy, đất nước Mỹ, người dân Mỹ. Tại vì bây giờ chú Putin, chú Anh đang thiệt hại nặng nề, thất bại ê chề. Chú đang coi như là bị dồn vào cái con đường cùng, tiến tới thì cũng không xong, mà lui lại thì cũng không ổn. Cho nên bây giờ chú chỉ còn có một cách là giống như chú nói trên đài truyền hình đất nước Nga: những gì chú có trong kho vũ khí chú đem ra chú chơi hết, những gì chú có chú đem ra chú chơi hết, chú nói rõ ràng đó. Thành ra bây giờ có thể là cái mà chú còn cuối cùng đó là cái hạt thôi quý vị nhé. Rồi sau giờ phút nhanh nội lệ buổi sáng ngày thứ Sáu, tôi đi cập nhật và chia sẻ những các thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như là tình hình của đất nước Mỹ. Tôi thì cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Bên cạnh đó thì tôi này xin thông báo, tôi này có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston, chia sẻ về nhà cửa, cuộc sống người Việt tại thành phố Houston, thức ăn, phong cảnh, công ăn việc làm, how to make the money, vân vân và vân vân. Xem cho vui, xem để biết, xem để giải trí. Và nếu thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký của channel thứ hai để ủng hộ tinh thần dùm Tony Lê nha. Have a good day. Thank you.